10. Eva, Eva, em yêu chị. Eva, Eva, em yêu chị. Eva. Các chị khán giả, hiện tại nơi tôi đang đứng bên ngoài tòa tổng bộ của World Angel. Kỳ phỏng vấn thứ nhất của show lưu động World Angel đang tiến hành sôi nổi bên trong. Rốt cuộc thiên sứ sân khấu nào sẽ lọt vào show chung kết năm nay đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cô Eva, phỏng vấn thế nào rồi? Tiến hành có thuận lợi không? Cảm ơn mọi người quan tâm, phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Là người đạt hạng nhất của Angel trong tuyển chọn người mới ở khu vực Đại Trung Hoa năm nay. Trong lần phỏng vấn này chắc cô cũng rất được coi trọng. Cụ thể vẫn phải đợi công bố chính thức. Tôi chỉ có thể nói tôi rất là hài lòng với biểu hiện hôm nay của chính mình. Vậy thì nắm chắc phần thắng rồi. Chúc mừng cô trước nhé. Cảm ơn. Cô Rebecca, chủ tịch chúng tôi đang họp. Văn phòng anh ấy có rất nhiều nơi để tài liệu quan trọng. Xin cô tuyệt đối đừng động vào. Tôi biết rồi. Không ngờ là sinh nhật Eva. Nguyễn Đồng Thăng này cũng trẻ con thật. Hai người họ là một người. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cho qua một chút. Quá khứ với em mà nói chỉ có đau khổ. Em không tin tưởng anh vậy sao? Em không phải là không tin anh, chỉ là em càng tin vào bản thân mình. Ba, có phải con thật sự không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy, ép cô ấy quá mức không? Cuối cùng đánh thắng cô rồi. Giỏi lắm, tiến bộ rất lớn. Nếu cô tiếp tục tập luyện như vậy, e là không ai làm huấn luyện cho cô đâu. Tôi đánh với cô. Chị đến đây làm gì? Chợt có hứng thú muốn thi đấu với cô. Thế nào, được không? Tất nhiên là được. Đến đây. Da tay cũng nặng quá ta. Còn có thể nặng hơn nữa đấy. Muốn thử không? Đến đi. Thật ngại quá, da tay hơi nặng một chút. Không phải chị nói còn có thể nặng hơn sao? Đến nào. Tôi rất muốn biết. Nếu cô biết tôi biết bí mật của cô, cô sẽ có tâm trạng gì? Cô có ý gì? Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Chứng bệnh người khí cầu hiếm gặp này cả thế giới không quá 10 người. Trong cuộc đời của tôi có thể nhìn thấy người mắc bệnh này. Tôi cũng xem như rất may mắn nhỉ. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Bây giờ biểu cảm trên mặt cô rất đặc sắc đấy. Tôi rất muốn quay lại cho cô xem. Cô nói nếu cha sinh dương biết được cô có loại bệnh này thì sẽ thế nào? World Angel không phải tổ chức từ thiện, sẽ không tiêu hao quá nhiều vào một người trạng thái không ổn định. Còn có cả đám fan của cô. Nếu họ biết siêu mẫu mà họ hâm mộ thật ra là một cô nàng béo phì,
họ có cảm thấy cô lừa dối tình cảm của họ không? Nói đi, điều kiện chị giúp tôi giữ bí mật là gì? Rất đơn giản, chủ động tuyên bố rút khỏi World Angel, rút khỏi giới người mẫu trào lưu. Bước lên sân khấu World Angel là ước mơ cả đời của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi biết cô không dễ dàng từ bỏ vậy mà. Thế này đi, tôi cho cô thêm một sự lựa chọn. Cô có thể tiếp tục ở lại World Angel, tôi cũng có thể giúp cô giữ bí mật. Nhưng mà cô phải chủ động rời khỏi Nguyễn Đông Thăng. Chuyện này liên quan gì tới Nguyễn Đông Thăng chứ? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ. Một ngày sau, nếu cô không có câu trả lời, tôi sẽ giúp cô ra quyết định. Trời ơi, một phù thủy đó biết được bệnh của em. Cô ta làm sao biết được? Tại sao biết chứ? Anh đã hỏi 10.000 câu hỏi tại sao rồi. Em cũng muốn biết rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Quá đáng thật. Cô ta dám bắt nạt em như vậy. Anh đi tìm cô ta, nói với cô ta. Có gì thì nhắm vào anh. Anh bình tĩnh chút đi. Nhắm vào anh hay nhắm vào em có gì khác biệt? Bom hẹn giờ đã bắt đầu đếm ngược rồi. Còn 15 tiếng nữa sẽ phát nổ. Vẫn nên nghĩ xem làm sao gỡ bom đi. Vậy em định chọn thế nào? Em không biết. Trở thành siêu mẫu thế giới là ước mơ cả đời của em. Còn Nguyễn Đông Thăng, nếu là anh, anh chọn thế nào? Viên Viên, bây giờ cách ước mơ của em chỉ còn một bước nữa thôi. Nếu em từ bỏ vào lúc này, cả đời này của em cũng sẽ hối hận. Sao em có thể từ bỏ chứ? Nhưng nếu em không từ bỏ ước mơ, thì phải từ bỏ Nguyễn Đông Thăng. Cần giang sơn hay cần mỹ nhân? Đây là một câu hỏi. Không đúng. Tại sao Rebecca bắt em phải từ bỏ Nguyễn Đông Thăng chứ? Không lẽ cô ta yêu thầm Nguyễn Đông Thăng? Em giống như biết được một tin động trời vậy. Bây giờ là lúc nghiên cứu tin nhảm mà. Em vẫn nên nghĩ làm sao gỡ bom đi. Sao còn vẫn chưa về? Muốn ép mình xin lỗi anh ta sao? Nguyễn Đông Thăng, xin lỗi. Thái độ hôm đó của em không tốt, em xin lỗi. Không đúng. Anh ta cả ngày nay bơ mình. Mình đã làm gì sai chứ? Vô duyên vô cớ không thực hiện hợp đồng, còn bỏ nhà ra đi. Tại mình à? Nguyễn Đông Thăng, em cho anh thời gian 10 giây xuất hiện trước mặt em. Nếu không, đừng trách em yêu giang sơn không yêu mỹ nhân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93 94 95. Được. Anh quyết tâm không về phải không? Người đàn ông ngay cả cơm cũng không nấu cho mình, cần anh ta để làm gì? Ngon lắm. Rebecca, cách thời gian chỉ cho tôi còn 3 tiếng. Nhưng mà tôi đã quyết định xong rồi. Cô không sao chứ? Nhờ phúc của chị, tôi rất khỏe.
Chị nghe kỹ đây. Sau lưu động World Angel, tôi đi chắc rồi. Vậy ý của cô là cô muốn từ bỏ Nguyễn Đông Thăng? Là anh ta muốn từ bỏ tôi. Cảm ơn chị Rebecca đã để tôi nhìn thấy bộ mặt thật của con người này, càng khiến tôi kiên định với ước mơ của mình. Nguyễn Đông Thăng bỏ rơi cô ta, không lẽ mình đã giúp cô ta? Tiểu tiên nữ em phải hạ phàm lịch kiếp một thời gian, đừng tìm em, khỏi nhớ. Em muốn đi tu hành à? Tiêu tổng, tâm trạng không tệ nhỉ? Anh đến đây làm gì? Mới sáng sớm đã hù chết tôi rồi. Có phải Eva dọn đến chỗ anh không? Đúng vậy. Sao hả? Không lẽ cô ấy muốn tránh tôi nên mới dọn đi? Con người anh tuy khiến người ta không ưa, nhưng mà vẫn chưa tới mức phải dẹp dỡ ranh giới với anh. Vậy cô ấy gặp rắc rối gì sao? Eva gần đây có một số chuyện riêng cần giải quyết. Anh ngoan ngoãn quay về đợi em ấy đi. Đợi em ấy xử lý xong rồi tự nhiên sẽ quay về. Nếu anh không muốn nói tôi biết cô ấy gặp vấn đề gì, tôi không miễn cưỡng anh. Nhưng mà tôi mong anh có thể giúp tôi chuyển lời với cô ấy. Trước đây là tôi không tốt, tôi đã tạo áp lực quá lớn. Sau này tôi sẽ tôn trọng tất cả sự lựa chọn của cô ấy. Tôi sẽ đợi cô ấy. Tên Nguyễn Đông Thăng này cũng xến xúa thật. Sau này công ty chúng ta sẽ đặt trọng tâm vào hoạt động từ thiện. Tôi không biết mọi người có tìm hiểu qua hoạt động từ thiện chưa. Đối với những... Chủ tịch tới rồi. Nguyễn Tổng, mọi người đợi tôi một lát. Chào chủ tịch. Lúc nãy tôi đã hỏi vệ sĩ của cô Eva. Anh ta nói tuần trước Rebecca từng đến phòng boxing tìm cô ấy. Lại là cô ta. Rebecca lại bị cô ta lừa rồi à? Nếu anh thực sự từ bỏ cô ta, sao lại xuất hiện ở đây? Tôi biết cô hận tôi. Nếu như cô có gì không hài lòng thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi. Buông tha cho Eva đi. Không sai, tôi chính là hận anh. Nhưng anh cho rằng Eva là thật lòng yêu anh sao? Cô nói vậy là có ý gì? Anh có muốn biết vì sao cô ta đột nhiên biến mất không? Bởi vì cô ta đã làm một giao dịch với tôi. Cô rốt cuộc đã làm gì? Tôi đồng ý giúp Eva giữ bí mật, vì vậy tôi sẽ không nói gì đâu. Muốn trách thì trách cô ấy lựa chọn sự nghiệp mà bỏ rơi anh. Tôi còn tưởng rằng anh đối với cô ấy quan trọng biết bao. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị cô ấy lợi dụng mà thôi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi cam tâm bị cô ấy lợi dụng. Bây giờ tôi trong lòng cô ấy không quan trọng, nhưng tương lai sẽ khác. Còn nữa, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần người thứ ba nhúng tay vào. Nguyễn Đông Thăng, nếu cô ta biết chuyện của Đào Đào thì cô ta sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ không biết đâu. Vậy là em đoán đúng rồi. Hóa ra cô ấy và Nguyễn Đông Thăng sớm đã quen biết. Cái tên Nguyễn Đông Thăng này, anh ta vậy mà không nói với em. Thực ra anh để cho người bạn cùng du học ở Pháp thám thính qua rồi. Năm đó sự tích Rebecca theo đuổi Nguyễn Đông Thăng quyết liệt đã được ghi vào bát quái sử sách của du lịch học sinh bản địa. Theo đuổi là phong cách của Rebecca. Nhưng mà dù nói thế nào, Rebecca cũng là một đại mỹ nhân bậc nhất. Em không tin Nguyễn Đông Thăng, anh ta có thể không rung động. Theo như anh điều tra, Nguyễn Đông Thăng thật sự không rung động.
nhiều lần từ chối Rebecca một cách tàn nhẫn. Rebecca bây giờ hận anh ta cũng là chuyện bình thường. Không ngờ quả dưa lớn chờ thời cơ siêu dài này, bây giờ ăn vẫn thấy rất ngọt. Em cũng đừng vội vui mừng quá sớm. Bây giờ chúng ta vẫn chưa bắt được đại bí mật kinh niên cản trở lẫn nhau. Chúng ta sẽ không quá bị động thành chủ động nữa. Đừng nói Rebecca bên này không giữ được ổn định, đến ngay cả Nguyễn Đông Thăng cũng không ngồi yên. Sao vậy? Anh ta tìm anh rồi à? Mới sáng sớm đã đứng chắn hết cả lối vào. Nói cái gì mà đừng tạo áp lực cho em, sẽ đợi em, kiểu mấy câu xính xúa ấy. Xem ra anh ta nghe lọt tai mấy câu em nói rồi. Trẻ con dễ dạy. Tại sao không tới tìm em? Anh đã đồng ý để cho em không gian rồi. Đồ ngốc, anh không đến tìm em thì em mới có áp lực đó. Sao mình lại thành ra thế này? Đánh gục vẻ đẹp của bạn trong một giây. Cắt. Sao lại thế này Eva? Đạo diễn, đừng tức giận, đừng cáu. Quay cả một buổi sáng rồi, hai vị nghỉ ngơi chút đi. Đi xem cô ấy thế nào đã. Eva, sao vậy? Em ngửi thấy mùi của Nguyễn Đông Thăng. Mùi của Nguyễn Đông Thăng gì chứ? Nguyễn Đông Thăng sao lại có mùi bò bít tết? Nói chính xác là làm lạnh làm em nhầm thành mùi của thịt bò rồi. Đây là thực vật sao? Đây thật sự là nghệ thuật. Đẹp quá đi. Xin lỗi, làm phiền các anh quay phim rồi. Tôi là tổng tài của tập đoàn Lai Nguyễn Đông Thăng. Hôm nay đặc biệt đến thăm công việc của một người bạn tốt. Muốn đến xem cô ấy dạo này thế nào. Lo lắng cô ấy có ăn uống tử tế không. Cho nên tôi liền tới. Tên nhóc này cũng lắm chiều đấy. Quá ra là Nguyễn Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Anh quá khách khí rồi. Chúng tôi đúng lúc cũng chuẩn bị đi ăn. Anh đây là muốn đem đồ ăn cho chúng tôi sao? Không sai. Tôi mang bò bít tết, ba loại cá, còn nhiều loại đặc sắc nữa. Đợi lát nữa trợ lý của tôi sẽ chia cho mọi người. Tôi còn chuẩn bị món tráng miệng, gọi là ngọn lửa ma thuật. Món ngọn lửa ma thuật này, món tráng miệng của ẩm thực phân tử, là lọc từ hạnh nhân bút đinh xoài tạo thành, làm thay đổi tưởng tượng của mọi người về đồ ăn, là một món vừa đẹp vừa ngon chân chính. Mà loại đồ ngọt này tôi vì bạn tốt của tôi mà chuẩn bị. Hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được tâm ý của tôi. Không phải đã nói là tạm thời đừng gặp rồi sao? Cái bẫy dịu dàng này, lão nương chịu không nổi nữa rồi. Anh nhớ em rồi. Tôi mặc kệ. Rebecca, cô muốn làm gì tôi thì làm đi. Chết thì chết. Bạn tốt, cảm động không? Làm gì vậy? Tình huống gì đây?
Cười một cái đi. Anh ta làm như vậy cũng chỉ lừa dối thiên hạ. Anh ấy làm như vậy gọi là lừa dối thiên hạ sao? Là tự lừa dối mình thì có. Em đã chuẩn bị thịt nát xương tan rồi. Anh ấy thì hay rồi. Anh ấy đến thu quân khoa chiên. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Em đỡ cái mặt khổ qua. Lát nữa sao đi gặp Kiệt Xâm Dương được? Lần này anh ta đến tìm em có thể là muốn bàn chuyện sau lớn của Angel. Em đó nhất định phải có trạng thái tốt nhất, nắm lấy anh ta. Em có biết không? Em biết rồi. Eva, em làm sao có thể vì một người đàn ông mà buồn phiền không vui được? Đợi tin tốt lành của em đi. Cảm ơn. Kiệt Lâm đi rửa mặt rồi. Đúng lúc tôi có chuyện tìm cô. Ngồi đi. Nói đi. Eva, có phải cô đã quên hẹn ước của hai chúng ta? Đúng. Tôi đã từng đồng ý với cô là từ bỏ Nguyễn Đông Thăng. Nhưng mà tôi không đảm bảo với cô Nguyễn Đông Thăng sẽ từ bỏ tôi. Cô đang chơi chữ với tôi sao? Chỉ có thể chứng minh rằng cô đoạn tuyệt không triệt để, khiến cho anh ấy vẫn dương vấn không dứt được. Tôi đã làm theo những gì cô nói. Nhưng chuyện tình cảm không phải chuyện tôi có thể điều khiển được. Tôi khuyên cô đừng có được voi đòi tiên. Tôi được voi đòi tiên. Cô có phải đã quên bí mật lớn của cô đang nằm trong tay tôi? Hủy hoại cô chỉ là chuyện trong phút chốc thôi. Cô cho rằng cô có bản lĩnh lớn như vậy sao? Vậy thử xem. Kiệt Lâm, để hai cô đợi lâu rồi. Tôi với Eva nói chuyện một lúc rồi. Nói chuyện gì vậy? Eva nói gần đây tình hình sức khỏe không được tốt. Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Eva, chỗ nào cô thấy không được khỏe? Biểu hiện lần trước của cô đã nhận được sự nhất trí đồng loạt của thành viên hội đồng bình phẩm. Hôm nay tôi gọi cô tới muốn bàn bạc với cô về chuyện sâu lưu động thế giới. Thời khắc quan trọng như vậy không thể có bất cứ sơ sót gì. Tôi không sao đâu. Eva, đây không chỉ là chuyện của mình cô, mà còn liên quan đến nhãn hiệu của Angel. Rebecca và Angel có thâm niên. Cô ấy biết rõ liệt và hại. Nếu như cô thật sự có chuyện, tuyệt đối đừng giấu giếm bất cứ điều gì với chúng tôi. Hiểu chưa? Kiệt Sâm, mọi người đều biết anh ghét nhất lừa dối giấu giếm. Eva sẽ không giấu ông, đúng không? Eva, tôi hỏi cô lần nữa, sức khỏe của cô vẫn ổn chứ? Tôi, Eva, nếu cô không tiện nói, tôi rất vui được làm thay cô. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Tôi không thể nhận được sâu diễn này. Tôi xin lỗi, đã để ông thất vọng rồi. Đau chết đi được. Đau chết đi được. Tức chết đi mất. Chỗ nào cũng đau chết mất. Đau chết đi được. Giống như ước mơ của em sắp được thực hiện rồi, nhưng đã tan thành mây khói. Em tự kỷ mất. Em trầm cảm mất. Em không sống nữa. Viên Viên, bình tĩnh một chút. Em càng như vậy thì Becca càng vui. Hết cả rồi. Cho dù em không rời khỏi World Angel, em là sau này cũng vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được. Chỉ cần ra sinh vương một ngày vẫn còn chưa tuyên bố danh sách rút gọn, chúng ta vẫn chưa thực sự bị loại. Có phải anh vẫn còn cách khác không? Nói cho cùng,
Một phù thủy này cũng là một người phụ nữ. Phụ nữ thì phải dỗ dành. Xin chào Rebecca. Sao anh lại tới đây? Tôi đã điều tra rồi. Hôm nay xe của cô tới hạn, nên tôi đặc biệt tới đón cô đi làm. Xin lỗi, hôm nay tôi không đi làm. Tôi nghỉ. Rebecca, nếu đã không đi làm, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn bữa sáng đi. Đợi chút. Cái này tôi đã chạy 5 con phố đặc biệt mua cho cô. Ngon mà không béo. Cô xứng đáng có. Thật sự ngại quá, tôi không ăn sáng. Vậy cái này, anh có ý gì hả? Đây là số quà đẹp nhất thế giới tôi tặng cô. Tên của nó là quà có tiền. Vì một ngày không đi làm, hãy tiêu xài thỏa thích đi. Quà này tôi thích. Nếu đã thích, vậy tôi có thể mời cô uống cà phê không? Sau đó chúng ta nói chuyện một chút. Tiêu tổng, cái này thì không cần đâu. Rebecca, tiền cô đã nhận rồi, đừng tuyệt tình thế chứ. Tiêu tổng, đây là thái độ cầu xin người khác của anh sao? Mục đích của anh tôi rất rõ. Mời anh về nói với Eva. Rebecca tôi tuyệt thế mỹ nam nào mà chưa từng thấy. Chỉ dựa vào một người đàn ông trung niên như anh với mấy lời qua Mỹ mà tôi bị lừa ư? Tiền này tôi đã nhận rồi, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần và thời gian lãng phí của tôi. Người đàn ông trung niên. Cô đứng lại. Tôi trẻ trung thế này, có chỗ nào giống đàn ông trung niên hả? Cô nói đi, chỗ nào? Bỏ tôi ra. Thật buồn cười, nói. Cô gái, gặp chuyện gì phiền phức vậy? Có cần báo cảnh sát không? Cô ơi, tìm hiểu một chút gì bơi dưỡng sức đi. Số tài này đã làm thẻ đó. Mỗi ngày còn có xe đưa đón, còn có cả bữa sáng. Bán hết, đến trước được trước. Làm gì vậy Rebecca? Cậu đừng đi, tôi muốn làm thẻ. Làm thẻ cho chúng tôi đi. Các người làm gì vậy? Đừng động vào tôi. Tổng tài, những đồ ăn chúng ta mang tới cho cô Eva đều bị cô ấy trả lại rồi. Hơn nữa còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu, sau này không cần mang tới nữa. Chẳng phải tôi đã nói không được lấy danh nghĩa của tôi à? Đồ ăn của tập đoàn chúng ta, người khác vừa nhìn là biết, muốn giấu cũng không được. Xem ra cô ấy nghiêm túc rồi, đến cơm cũng không ăn. Giám đốc La, phía cô có tin tức gì mới không? Thời gian trước trong cuộc thi đầu già của World Angel, tiếng nói của cô Eva rất lớn, nhưng Jackson Dương vẫn chưa đưa ra danh sách cuối cùng. Hơn nữa, thái độ của ông ta với cô Eva không rõ ràng. Vậy cô đi điều tra rõ xem xảy ra chuyện gì. Được. Tổng tài, tôi thấy có phải cậu nên đi quan tâm thăm hỏi cô Eva một chút không? Cậu tưởng tôi không muốn à? Tôi sợ sự quan tâm của tôi sẽ mang tới phiền phức cho cô ấy. Nguyễn Tổng, có lúc quan tâm không để ý đến việc khác. Con gái quan trọng nhất là sự giao lưu giữa trái tim. Hay anh thử nghe ý kiến của tôi đi. Mười một giờ 59 phút, vừa đúng lúc. Thu dọn, đi ngủ. Thật đáng ghét, hại mình thành thói quen rồi, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người ta. Đáng yêu quá. Sao vẫn chưa gửi nữa? Chắc không phải bận quá chứ. Tường cũng không đăng. Sao anh ta có thể bận được chứ? Chắc là quên rồi. Tôi cảnh cáo anh, tôi cho anh một phút. Nếu sau một phút anh vẫn chưa gửi, tôi sẽ mặc kệ anh. Thật đáng yêu.
3 giờ rồi. Vẫn chưa gửi. Không được rồi, mình không chịu được nữa. Không chịu được nữa rồi. Sáng mai còn phải họp nữa. Mình phải đi ngủ. Tiêu Nam đáng chết này, hại mình dậy muộn. Nếu vì anh ta mà mình mất thưởng chuyên cần, mình nhất định sẽ không tha đâu. Làm gì vậy không biết? Có biết lái xe không vậy? Lái xe riêng thì kinh khủng lắm mà. Bác Tài, giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước đi. Được. Chào Rebecca. Rebecca, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô đừng đi, Rebecca. Sao hai người họ lại đi cùng nhau? Nói đi, có chuyện gì? Cô gái, còn chưa rõ sao? Cô bị lừa rồi. Cái gì? Tiêu Nam. Y Nhân, sao cô lại ở đây? Tiêu Tổng, tôi đang trên đường đi làm. Trên đường thấy anh cùng cô Rebecca lôi kéo dây dưa nhau giữa ban ngày ban mặt. Không biết có gì cần tôi giúp đỡ không? Không, không có gì. Đúng rồi, Y Nhân, không phải công ty cô ở bên kia sao? Cô tới đây làm gì? Tiêu Tổng, tôi nhớ là anh cũng không tiện đường. Vì sao anh có thể ở đây mà tôi không thể chứ? Tiêu Tổng tới để đưa tôi đi làm. Vừa rồi chúng tôi đang trêu đùa, để cô hiểu lầm rồi, xin lỗi. Cô nói linh tinh gì vậy? Xem ra Tiêu Tổng gần đây rất bận, vậy tôi không làm phiền. Không phải Y Nhân, cô nghe tôi giải thích. Cấu tôi làm gì? Còn không đi nữa là muộn đấy. Nếu anh không đi cùng tôi sẽ nói ra bí mật của Eva đó. Cô Y Nhân, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Đi thôi, đi. Rebecca. Rebecca. Cô đứng lại. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi giúp anh đó. Anh còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Giúp tôi. Tôi thấy cô đang hại tôi thì có. Anh nghĩ dư vị của tình yêu là ngọt ngào sao? Không, là chua. Ngọt ngào khiến con người chìm đắm mà không biết. Còn chua thì kích thích hơn ngọt. Anh không để ý cô ấy ghen. Sao anh biết cô ấy yêu anh chứ? Không gì hơn ngoài những trò đùa quái ác. Toàn là những trò chơi tôi chán chơi từ hồi 16 tuổi. Tôi nói cô biết, bây giờ tôi đi là con đường trái tim. Hết cách rồi, ai bảo tôi được yêu thích quá. Nghe ý của Tiêu Tổng là anh đã gặp được tình yêu đích thực rồi. Tình yêu đích thực đều là đóng gói mà ra. Theo đuổi con đường trái tim mới là tình yêu. Đi đường thận là dục vọng. Tôi nói cho cô biết, theo đuổi người phụ nữ thông minh như là Y Nhân, nhất định phải cho cô ấy thấy trái tim, nếu không sẽ rất vô vị. Tiêu Tổng, tôi không có thời gian nghe lớp học lý luận tình yêu của anh. Anh vui là được. Cô Rebecca, hoa của cô đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn. Không có gì. Hai chúng ta không nợ nần, hãy là kẻ thù trong sạch đi. Cứ cầm lấy đi Rebecca. Mọi người đều cùng là tài xế cũ. Sau này tôi còn muốn giao lưu với cô nhiều hơn về kinh nghiệm tình cảm. Tôi thực sự không hứng thú. Vấn đề giữa tôi và Eva cũng không thể giải quyết đơn giản như vậy được. Đừng tới tìm tôi nữa. Cô Rebecca, cô ấy đi rồi sao? Anh là bạn cô ấy à? Xem như vậy đi. Cái gì? Anh nói Rebecca có con riêng. Tên này chính xác không vậy? Tuyệt đối chính xác. Anh đã hỏi thăm mấy người ở trường nội trú. Con bé này tên là Lâm Khiêu Khiêu, theo họ của Rebecca, năm nay 6 tuổi. Rebecca luôn giữ bé ở trường đó. Tự xưng với bên ngoài là còn độc thân.
chưa kết hôn, chưa sinh con. Đoán chừng là sợ đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và sự nghiệp. Ba đứa bé là ai? Theo như họ nói, có một chàng trai bí ẩn thường đến thăm Khiêu Khiêu, nhưng mỗi lần đến đều rất thận trọng, rất ít người nhìn thấy. Vậy nếu anh ấy thật sự là ba đứa trẻ thì hèn quá rồi. Máu mủ ruột thịt còn có thể bỏ mặc như vậy? Chúng ta không cần quan tâm ba đứa bé là ai. Rebecca là mẹ của đứa bé thì chúng ta được cứu rồi. Lật ngược tình thế không được. Tại sao? Tuy điểm này chắc chắn có thể trở thành tin hot của Rebecca, nhưng đứa bé là vô tội. Cô ấy đã giấu thân phận đứa bé nhiều năm như vậy là không muốn con bé bị bại lộ trước giới truyền thông. Nếu vì chúng ta đứa bé trở thành công cụ để báo thù nhau thì rất đáng thương. Vậy em không đáng thương hả? Chúng ta đang bị Rebecca ức hiếp, bị chàng ép tơi bời, không có đường trở tay. Chuyện giữa em và cô ấy em tự nghĩ cách giải quyết. Nói chung, tuyệt đối không thể lợi dụng đứa bé, không thương lượng. Muốn dùng Khiêu Khiêu uy hiếp tôi à? Vậy tôi sẽ tặng anh một bất ngờ lớn. Chắc chắn sẽ có cách. Mình thê thảm quá, không thể lấp đầy trái tim thì thôi đi. Muốn ăn món người ta làm quá. Cô Eva, chào buổi tối. Anh còn cười. Anh không biết, từ sau khi em dọn nhà thì chưa được ăn no bữa nào. Đồ ăn đưa đến em cũng không dám nhận, sợ Rebecca phát hiện. Em đói sắp chết rồi. Chuyện này em có thể yên tâm, hành tung của em chắc chắn không ai biết đâu. Thật không? Tuyệt đối sẽ không ai nhìn thấy chúng ta xuất hiện ở đây. Cho nên em đừng lo. Vậy ý chính là em cũng không thể chạy thoát. Không sai. Tối đêm nay là thuộc về hai chúng ta. Em rất nhớ mùi vị này. Em luôn trốn tránh anh là vì Rebecca, đúng không? Anh từng gặp cô ấy rồi. Rốt cuộc em có bí mật gì bị cô ấy biết? Em nói cho anh biết, anh có thể giúp em. Bí mật nếu như người khác biết thì đã không còn là bí mật. Hơn nữa,
Anh cũng không muốn cho em biết anh và Rebecca là người quen cũ mà. Mấy chuyện này anh không nói vì anh cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà nếu em thật sự muốn biết, anh có thể cho em biết hết. Anh với Rebecca quả thật đã biết nhau từ hồi đại học. Cô ấy từng theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng thích cô ấy. Ngoài trừ chuyện này thì không còn gì khác sao? Anh thề, ngoài trừ chuyện này thì không còn gì khác. Em đang ghen đó à? Em mới ăn no, em ghen gì chứ? Đưa em về nhà đi. Khoan đã, anh có một bất ngờ dành cho em. Coi chừng phần đầu. Em nhắm mắt trước đi. Năm, bốn, ba, hai, một. Em có thể mở mắt ra rồi. Em giống như tòa tháp đèn đó, độc lập mà thần bí, mang đến ánh sáng cho người bên cạnh, lại khiến người ta khó lòng đến gần. Cho anh một cơ hội nha, để anh cũng được trở thành tháp đèn của em, bảo vệ em, soi sáng cho em trong đêm, được không? Cho bước đi tiếp theo, không phân biệt được ngày hay đêm. Alo. Ai vậy? Thư ký Nghe gọi tới, nói có chuyện gấp cần xử lý. Xin lỗi, anh bảo tài xế đưa em về trước. Alo, chuyện gì? Tôi biết cô đã biết Khiêu Khiêu là con gái tôi. Vậy cô có muốn biết ba nó là ai không? Là ai? Bây giờ anh ấy đang ở trường cùng bé. Anh ấy là ai? Cô đến là sẽ biết. Sao gần đây ba không đến thăm con? Có phải không cần con nữa không? Đương nhiên không phải, là gần đây ba bận quá. Sau này ba sẽ thường tới thăm con, được không? Ngoan, Khiêu Khiêu ngoan, nghỉ ngơi sớm chút đi. Chờ lần sau ba dẫn con đi chơi công viên. Vậy chúng ta hẹn nha. Khiêu Khiêu nghe lời. Nào, méo tay. Ngoan. Sau này ba mẹ cùng đến thăm Khiêu Khiêu nha. Khiêu Khiêu sẽ vui lắm đây.